Xin được chuyển sang các thông tin thời tiết. Trong khi ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ thì do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển đến 5.000m, hoạt động mạnh dần nên từ nay cho đến sáng ngày 12 tháng 8, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 150 đến 250mm một đợt. Riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, cục bộ trên 250mm một đợt thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Vì vậy quý vị cần chú ý một số dấu hiệu và cách phòng tránh sạt lở đất như sau. Và còn sau đây thì sẽ xin mời quý vị cùng đến với dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay. Ở Bắc Bộ tại khu vực Hà Nội thì nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 cho đến 33 độ. Trong khi đó khu vực phía Tây Bắc Bộ thì nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có rông, nhiệt độ từ 24 cho đến 33 độ. Trong khi đó khu vực phía Đông Bắc Bộ thì nhiều trời nhiều mây và có mưa rào rải rác có rông, cục bộ cũng có mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và nhiệt độ từ 25 cho đến 33 độ. Khu vực miền Trung thì khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ở riêng khu vực Thanh Hóa thì có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt và nhiệt độ từ 28 cho đến 39 độ. Khu vực Đà Nẵng, Bình Thuận thì có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 cho đến 40 độ. Khu vực Tây Nguyên, chuyển sang khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. À, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 cho đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to và nhiệt độ từ 24 cho đến 34 độ. Chuyển sang khu vực dự báo thời tiết trên biển, vùng biển quần đảo Hoàng Sa à, trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam à, đến nam cấp 5. Quần đảo Trường Sa thì từ hôm nay có mưa rào và rải rác, có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 và cấp 5.